Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Trong video hôm nay chúng ta tìm hiểu bài số 27 Các tính chất của phép cộng và bài tập môn toán lớp 4 bộ sách Cánh Diều. Rồi, bây giờ thì các em hãy mở sách ra trang số 71 nào. Chúng mình sẽ đến với cái bài số 1 này. Người ta hỏi điền cái số nào, đúng không nào? Như vậy ở đây mình thấy phép tính này, 34 cộng 99 thì bằng bao nhiêu cộng 99? Như vậy các em học tính chất gì? Giao hoán của phép cộng, đúng không nào? A cộng với B thì bằng gì? B cộng A, đúng không? Vậy thì số 34 ở đây này, nó là số A, đúng không nào? Vậy thì 99 này sẽ là số B, được chưa? Vậy thì ở bên này có 34 là A rồi, vậy chúng ta còn thiếu gì? Số B. B đây chính là gì? 99. Hiểu không? Ok nhá. Rồi tương tự này, 13 cộng cho 297 thì sẽ bằng 297 cộng với 13. Đây là tính chất gì nhỉ? Giao hoán nhá. Rồi 201 cộng 118 thì sẽ bằng 118 cộng cho 201. Được chưa nào? Rồi, sang bên đây, chúng mình có này, tổng của số thứ nhất cộng với số thứ hai được bao nhiêu chúng ta cộng với số thứ ba. Như vậy đây là tính chất giao hoán. Vậy thì đây là tính chất gì? Tính chất gì nhỉ? Phân phối, đúng không nào? 24 cộng 8 cộng 12 thì sẽ bằng số thứ nhất cộng cho tổng của số thứ hai và số thứ gì? Thứ ba. Được chưa? Đó. Tương tự này, 6 cộng 4 cộng 8 thì sẽ bằng 6 cộng với 4 được bao nhiêu chúng mình cộng? 8. 98 cộng 63 cộng 37 cũng sẽ bằng 98 cộng cho 63 cộng 3, 37. Tức là sẽ bằng số thứ nhất cộng với tổng của số thứ hai và số thứ ba. Rồi, đến câu B nhé. 9 cộng với bao nhiêu thì bằng 9? À, như vậy thì chỉ có 9 cộng với gì? 0 thôi. 61 cộng bao nhiêu thì bằng 61? À, chẳng cộng với cái gì cả, đúng không? Là cộng cho 0. Ok, bao nhiêu cộng với 0 thì bằng 87? À, chính là 87 cộng với 0. Rồi, 0 cộng với 10 bằng 10. Tức là ở cái bài B này thì chúng ta thấy này, số 0 cộng với bất kỳ số nào, đúng không nào? Hay là gì? Bất kỳ số nào cộng với 0 thì đều bằng chính gì? Chính cái số đó. Được chưa nào? Rồi, sang bài 2 nhé. Tính bằng cái cách thuận tiện nhất theo cái mẫu này. Như vậy ở đây chúng ta thấy này, số thứ nhất, số thứ hai, số thứ ba thì người ta sẽ lấy là gì? Số thứ nhất cộng với số thứ hai được bao nhiêu chúng ta cộng cho số thứ ba. Đó, vậy thì đây là bài mẫu này. Ta sẽ áp dụng này. Số thứ nhất, số thứ hai, số thứ ba. Như vậy thì mình sẽ lấy là số thứ nhất cộng với số thứ hai được bao nhiêu cộng cho số thứ ba. Được chưa? 36 cộng với 14 thì bằng bao nhiêu? À, 5 gì? 50. 50 cộng cho 9 thì sẽ là 59 nhé. Ổn chưa? Rồi, sang câu B thì chúng ta lại nhìn cái mẫu ở đây. Số thứ nhất cộng cho số thứ hai cộng cho số thứ ba thì sẽ bằng tổng của số thứ nhất và số thứ gì? Thứ ba. Đúng chưa nào? Đấy, được bao nhiêu mình cộng với số thứ hai. Rồi, chúng ta sẽ áp dụng cái mẫu. Như vậy ở đây này, 51 cộng cho 12 cộng cho 10, 18 này
thì sẽ bằng là số thứ nhất này. Ừ, như vậy ở đây là sao? Đúng ra là hai số này nó sẽ tròn trục hơn này, đúng không? Đấy, 51 ta nhóm với số 18 thì nó sẽ không đảm bảo theo mẫu này. Đúng nào? Mình sẽ lấy số thứ 2 cộng với số thứ 3 được bao nhiêu cộng cho số thứ nhất này. Thì nó đẹp hơn, đúng không? Thì nó mới tròn trục. Chứ nếu mà làm theo mẫu này thì nó đâu tròn trục. Đúng không? Đó. Như vậy thì ở đây, nếu làm theo mẫu á, thì chúng ta sẽ lấy cái gì? 51 cộng cho 18 được bao nhiêu chúng mình cộng cho 12, đúng không? Như vậy thì nó sẽ không được đẹp lắm, đúng không nào? Vậy thì nó sẽ bằng bao nhiêu? 69 cộng cho 12 thì sẽ bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu nhỉ? À, 83, đúng không? 9 9 2 11 chứ, viết 1 nhớ 1. 6 thêm 1 là 7, 7 cộng 1 là 8, như vậy nó sẽ bằng 81 này. Đó, nếu làm theo mẫu thì như này, đúng không? Nhưng mà chúng ta sẽ lấy này, số thứ nhất đó. Số thứ nhất này là 51 này, cộng cho số thứ hai và số thứ ba. Đó, thì nó sẽ là gì? Số tròn trục này, nó đẹp hơn này các em. Đúng không? Đó, như vậy sẽ là 51 cộng cho 3, 30 thì cũng bằng 81 nhá. Được chưa? Như vậy câu này nếu mà áp dụng theo mẫu ở trên thì nó không được đẹp lắm. Được chưa? Nên các em làm theo cách này của thầy. Ok. Rồi, câu C. 65 cộng 9 cộng 5. Như vậy ta sẽ lấy số thứ mấy? Số thứ nhất cộng cho số thứ ba. Được chưa? 65 cộng 5. Rồi, được bao nhiêu chúng ta cộng với 9? 65 cộng 5 là 7, 70. 70 cộng cho 9 là 79 nhá. Được chưa? Rồi, tương tự ở đây thì mình sẽ lấy là số thứ nhất 31 cộng cho số thứ 3. Vậy sao? Đây có 1, đây có 9 này, thì chúng ta nhóm nó vào. Được bao nhiêu cộng cho số thứ 2? Ổn chưa? Như vậy thì 31 cộng 69 là 1. 1 gì? 100. 100 cộng với 2, 6 thì sẽ là 126. Ổn chưa? Xong nhá. Rồi, chúng mình sẽ đến bài 3. Tính bằng cái cách thuận tiện và nói cho bạn nghe cách tính. Đấy, như vậy ở đây chúng mình sẽ tính bằng cái cách thuận tiện nhất và nói cho bạn nghe. Như vậy mình vừa làm vừa nói cho bạn nghe nhé. Ở đây các em nhìn thấy này, hàng đơn vị đây là 3, đơn vị đây là 7 và đây là 9 này. Số thứ nhất cộng số thứ hai cộng cho số thứ ba thì sẽ bằng tổng của số thứ nhất cộng cho số thứ hai. Đó. Rồi, được bao nhiêu cộng cho số thứ ba. Ổn chưa? Đó. Như vậy 93 cộng 107 thì sẽ bằng bao nhiêu? Bao nhiêu nhỉ? 3 cộng với 7 thì bằng 10, viết không nhớ, nhớ 1 này. 9 này, các em lại thêm 1 thì bằng 10, viết không nhớ, nhớ 1. Như vậy thì 1, các em nhớ 1 là mấy? 2. 200 mà cộng với 5, 59 thì sẽ là 259. Được chưa? Rồi, sang bên đây. Mình nhìn thấy này, đây có 2 này, đây có 6 này, đây có 8 này. Vậy thì các em sẽ nhóm, đúng không? Tổng của số thứ nhất và số thứ 3 được bao nhiêu chúng mình cộng cho số thứ 2? Được chưa?
Rồi 32 cộng 18 thì sẽ được là 5, 50. 50 cộng cho 146. Vậy thì sẽ là 196 nhé. Ok. Rồi tương tự. Ở đây mình thấy đây có 2, đây có 7, đây có 3. Như vậy mình sẽ thấy 3 với 7 nó sẽ là số tròn, tròn trục. Thì ta sẽ lấy là số thứ nhất cộng cho tổng của gì? Số thứ hai và số thứ ba. Được chưa? Đó. Như vậy ở đây thì mình sẽ thực hiện phép tính ở trong trong ngoặc. 7 cộng 3 bằng mấy? 10 viết 0 nhớ 1 này. 5 này kèm thêm 1 là 6. 6 cộng 4 bằng 10 viết 0 nhớ 1 này. 1 thêm 1 là 2. Vậy thì 2 cộng với 1 là 3. Như vậy ta sẽ được là 382. Ok. Rồi sang đây. Vậy thì mình nhìn thấy đây này, đều là tròn, tròn trục rồi. Thì chúng ta lại xét tới hàng trục này. Đây là 2, đây là 7, đây là 8 này. Như vậy 2 với 8 á, nó sẽ tròn, tròn trục, đúng không nào? Ta sẽ lấy cái gì? À, tổng của số thứ nhất cộng cho số thứ 3 được bao nhiêu? Chúng mình cộng cho số thứ 2. Ổn chưa? Đó. Như vậy 120 cộng với 280 thì sẽ bằng mấy? 400. Rồi 400 cộng cho 170 thì sẽ là 570. Được chưa? Xong nhá. Sang bài 4 nào. Hai cái anh em Hoàng Đức và Phương Dung, à, Hoàng Đức tưởng cầu thủ Hoàng Đức, đi cùng mẹ vào siêu thị. Khi tính tiền thì cô bán hàng đưa hóa đơn như dưới đây. Mẹ đưa cho cô bán hàng 500.000 đồng. Em hãy kiểm tra lại hóa đơn và cho biết cô bán hàng cần trả lại bao nhiêu tiền. À, như vậy thì đây, người ta thấy này, hóa đơn đây nhá. Đó, vậy thì mình sẽ kiểm tra xem cái hóa đơn này có đúng chưa. Đúng nào. Đó, vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ tính là gì? Số tiền gì? Mẹ đã mua gì? Mua hàng. Đúng nào. Số tiền là mẹ này đã mua hàng. Đã mua hàng là, hoặc là gì, cách thứ hai em có thể nói là gì, số tiền trên cái hóa đơn là, cũng được nhá. Được không? Rồi, như vậy chúng ta sẽ có này, ba lô 130.000 cộng cho ba lô nữa, nữ, ba lô của nam và đây là ba lô của nữ, hơn 5.000 đúng không? 135 cộng cho tập phở ô ly 65.000. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem có đúng là 330.000 không. Rồi, vậy thì mình sẽ đặt ra đây. Đặt cái phép tính này ra đây nhá. Như các em thấy này, ở đây có 35 này, ở đây có 65 này. Thì mình sẽ lấy số thứ nhất 130.000 cộng cho tổng của số thứ hai cộng cho số thứ ba. Được chưa? Đó. Như vậy thì 130.000 vẫn giữ nguyên này. Cộng cho này, 135 cộng với 65 thì các em nhẩm được 35 với 65 là 100 nữa đúng không? 100 cộng với 100 thì sẽ là 200.000. Được chưa? 200.000 cộng với 130.000 thì sẽ là 330.000. Đó. Như vậy đây sẽ là 330.000 đồng. Các em kiểm tra xem đúng không nào. À, 330.000 đồng đây đúng không? Chuẩn đúng không nào.
330.000 đồng nhá. Rồi, vậy thì đây là số tiền mà mẹ mua. Vậy thì mẹ đưa cho cô bán hàng bao nhiêu? 500.000 đồng. Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ tính là cô bán hàng trả lại cho mẹ số tiền là bao nhiêu, đúng không? Đó, hãy ta có lời giải tiếp theo này. Số tiền cái cô bán hàng, đúng không nào? Số tiền cô bán hàng trả lại cho mẹ là bao nhiêu? 500.000 là số tiền mẹ đưa, được chưa? Trừ đi số tiền mẹ mua 330.000. Rồi, các em làm phép tính trừ thôi. 500k trừ đi 10 trừ đi 3 thì bằng 7. 4 trừ 3 còn mấy? 1. Như vậy cô bán hàng trả lại cho mẹ là 170.000 nhá. Được chưa? Đấy, vậy thì đây chính là số tiền mà cô bán hàng trả lại cho mẹ. Rồi, đáp số bao nhiêu? 170.000 đồng. Ô văn kê. Được chưa? Rồi, như vậy thì đến đây chúng mình đã hoàn thành được bài 27 này. Đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video này các em nhé.